Tiếp theo trên bàn tiệc, đầu bếp Trần Thái Bảo sẽ đãi bạn món cháo bồ câu hạt sen. Bồ câu lóc lấy thịt cắt nhỏ, ướp với hành tỏi băm, gia vị rồi trộn đều cho thấm. Xào xương bồ câu với một ít hành tím và gừng cho thơm, đổ nước dùng vào và đun sôi. Sau đó cho gạo và đậu xanh vào nồi. Công nhận mấy anh đầu bếp hay thật, đồ ăn hấp dẫn thế kia mà cứ bình tĩnh nấu, chả bù cho khán giả đang thòm thèm. Khi gạo đã mềm như, cho hạt sen hấp vào và nấu cho đến khi hạt sen muốn mềm. Bây giờ thì gấp xương bồ câu ra được rồi đấy. Cuối cùng cho nấm bào ngư rồi nêm ít tiêu cho thơm. Khi ăn chần thịt bồ câu, lòng đỏ trứng và hàu trong nồi cháo nóng như thế này. Nguyên liệu thượng hạng được chế biến bởi đầu bếp thượng hạng nên món cháo giản dị cũng trở thành cháo thượng hạng. Buổi tối mà có chén cháo nóng hổi thế này để thưởng thức, hẳn là ông bà sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.